Ok, hello mọi người nha. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại với tựa game King of Rap. Nhận tiền nè. Và một khoảng thời gian nhất định á, khoảng 2-3 tiếng nha, anh em vô bấm vào miếng cua nhận tiền để mà có tiền quay vòng quay nha, để kiếm thêm cua, kiếm thêm điểm nâng cấp. Ok, hôm nay mình sẽ chơi một con cua mà anh em newbie mới vào, mình khuyên anh em mình nên chơi con cua này nhất nha. Cua khuỷu tay nè. Anh em mới vô mà quay được trúng con này thì bao ngon luôn. Đây là con game con cua mà phải nói là dễ chơi nhất mà nè. Có rất là nhiều người chơi con này bởi vì cái tính đa dụng của nó mạnh nè. Sát thương cao, tốc độ cũng cao, thủ thì không ok cho lắm. Đặc biệt chiêu cuối của con này có khả năng rất là mạnh. Đây. Mình còn nhỏ nhỏ vậy nè, vậy dễ giết vô cua hơn, để khi nào to quá thì nó bị mất máu nhiều quá, rất là khó để giết vô cua. Bây giờ tầm này tầm 50% anh em có vũ khí ngon hoặc khiên vũ khí đồ ngon là anh em bật vô cua luôn, giết vô cua luôn, lấy điểm lấy tiền. Chiêu cuối rất là mạnh, nó tăng tốc độ di chuyển cho mình. Rồi núp. Ok, phun lửa chạy ok. Bây giờ sao vậy? Đây rồi, sọc ganh đây rồi. Bạn có sọc phun. Gặp mấy con chạy không à. Cái con đó là nó có chiêu, hai con đó là con chiêu chui vô vỏ, còn con thì cua quỳnh đế. Ốc mượn hồn thì có chiêu chui vô vỏ, vô cua nè, vô cua cũng chơi con này nè. Mình chưa có vũ khí cho nên là mình đánh không lại vô cua đâu. Thì nè ha, quánh mới vô mình có hoàn toàn, mình có thể đánh tay ngang với vô cua luôn, mình không sợ, nếu có vũ khí đánh tay ngang có cửa thắng luôn. Tại con này rất là mạnh, mình có vũ khí như vậy nữa thì rồi à. Ăn này chung hả? Qua liền nữa ha. Nó ăn đầy luôn rồi. Nó ăn sát con nó đầy máu. Mình hết vũ khí rồi, mình phải chạy. Không có chiêu cuối thì đừng đánh với nó nha, cứ chạy cho đến nào hồi chiêu cuối đi chơi. Sắp hồi chiêu cuối này, sắp bật lại được nó nè. Hai thằng ô hai này nó chung tim thiệt, có chịu đấy nha. 1.2 cua, con cua đó bình bị bự rồi. Thế nào, con cua bình thường thôi mà đánh với con cua huyền thoại đánh tay ngang được luôn, không có thằng ấy là mình giết được nó rồi. Bật ti đi, không thèm bật ti với mình luôn. Con này bây giờ nó ra tính năng kết bạn rồi, mình có thể kết bạn mà mời bạn mình vô trận đấu của mình được. Hai đứa vô đua hộ nhau á, bạc tiêu
Có boss này, giết boss được rất là nhiều tiền. Nào, anh em thấy không? Đó, cô ấy thì cũng chết thôi. Cảm nhận con này của mình. Anh thấy đó, có rất là nhiều chơi. Hiện tại thì có rất là nhiều người mà chơi cái con này bởi cái tính hữu dụng của nó. Đừng có tham mấy cái con mà huyền thoại hiếm, siêu hiếm gì. Cứ chơi con thường này cho mình. Nãy giờ chết hơi bị nhiều. Vô đây chủ yếu mình săn mạng với thằng lớn lớn. Chứ khi nào mà đợi mình lớn hết cỡ thì mình đi đánh cũng được. Mà mình thích nhỏ nhỏ đánh chết nó mới cay. Cái này có hai ba con này. Khi mà mình chiêu cuối thì mình tăng tốc độ di chuyển khá là cao. Một là mình có thể dùng để tấn. Mình kiểu như mình thả diều á. Tức là tốt. Gì vậy? Đừng đánh tao à. Đừng đánh hội đồng tao, tao chạy á. Bật ti đi. Rồi đó. Tao mà hồi chiêu cuối mày xong rồi đó. Rồi đó. Xong mày rồi đó. Xong mày rồi đó. To hơn. To hơn làm được gì? Đồng quá. Chạy. Kiếm vũ khí lắp lưng đi rồi đánh. Chưa vũ khí đừng đánh tay lộ. Đừng đánh tay ngang vậy đó. Chiêu cuối của con này rất là hữu dụng. Một là có thể dùng để bỏ chạy. Hai là tấn công rất là ngon. Con này con ghẹ mà nó to chứ. Mình lấy cái năm mấy phần trăm mà. Con này chắc 100% mà. Ôi bị đóng băng kìa. Xí nó giết được nó. Phát giết nó, đuổi theo. Đuổi theo. Đừng có chạy. Con chó này may thế. Có một chút nữa hồi dưới cuối. Được, đeo được. Đeo chạy được. Ui. À, nè có cái ấy rồi ngày đó luôn, chịu. Đen thế nha. Ở đây này mình cũng có đồ ăn. Mày xong rồi. Mày đen hả? Mày đỏ thì tao đỏ. Nên là cua mày có đồ ăn thừa. Cộng con cua bụng đánh phụ mình. Thôi mình tập trung mình ăn cho to to xíu. Tầm 80% rồi đi quán lọc. Con này mà full điểm tỷ kỷ á. Điểm ớt, tỷ kỷ ớt á. Thì mới ngon. Ui sấy một cái bao thốn luôn. Chạy. Sao mấy con cua này nó to vậy ta? Nó chơi chắc lâu rồi đó. Con này chắc top cao mà. To mấy con cua thường to chứ. Solo thì được nha. Chứ đừng có kiểu mà chơi. Để mình thử. À nó cũng không có vũ khí đó. Tay ngang với nó được rồi. Được chạy không đi trời. Qua là dành này.
Rồi tao hỏi dương cuối đi. Rồi mày đánh nhau được rồi. Cua vui. Ồ nó có cái hút. Đó. Nhưng cua giống mình, nhưng cua quỷ tai giống mình. Rồi tao mày chặt cái đầu đó thôi. Có vũ khí rồi nè. Đó, chặt cái đầu đó thôi. Con này là khắc tinh của con cua alien luôn. Ôi mình đang hết chiêu cuối. Hé đúng ăn hồi luôn. Ui. Tôi đâu ngán bạn đâu. Tôi đâu ngán bạn đâu. Chạy hả? Cố gắng quay nhiều nhiều cái vòng vàng, kiếm nhiều vàng quay cái vòng ấy để mà có nhiều điểm nâng cấp. Gì đâu mới ơi. Ô hút rồi. Ô gì đâu. Hầu như phân nửa người chơi, phân nửa đến 1/3 người chơi, 1/3 đến phân nửa người chơi là ít gì vậy? Ở đâu bắn vậy? Là chơi con cua này. Tại vì cái tính hữu dụng của nó. Cua robot nè. Cua robot chỉ có chạy thôi chứ. Ui, sao tự nhiên nó hồi máu vậy? À, con này nó quánh mình, nó có cái dao độc nó quánh mình giật máu. Hèn gì sao tự nhiên thế? Em xài cái hút thức ăn, tự động hút thức ăn với tiền, với ít 2 tiền, với lớn nhanh là con này không sợ nè, chấp hết được. Chết mấy con này quá ta. Không hút thức ăn lụm khổ vậy. Cao ếch liền. Nè, nó đang có cái thánh kiếm trong người. Ăn chết thơm nó đầy máu rồi. Cái cây kiếm này mạnh ghê á. Cố gắng lên level tiếp theo rồi nghỉ. Do anh em cài cấp để lấy ấy thôi, lấy cướp để quay thôi. À, vô thấy cuộc mấy cuộc đánh lộn này là đứng say, cái nào cũng ca ếch được 1-2 mạng. Dịt mẹ nó chón nghe ca ếch của mình luôn rồi. Chết khỏi luôn quê. Ui nó to kìa. Đã diều này nó đâu dám đuổi theo đâu không? Cứ vậy mà chạy thôi. Còn muốn đuổi theo thì chắc chắn là chết. Nên lấy con này chứ là dễ farm. Chung cua với nhau một cái thích đấu là sao vậy?
Nè, mình giết cái con kia cho nó hồi máu. Nó đã có cái hút hả? Kìa. Mày sao mày? Chạy á, chạy á. Rồi bật được rồi nè. Chạy cái vụ nó ra mấy chỗ mà không có thức ăn nè. Chạy liền không? Chạy nữa, chạy ăn thức ăn. Chạy ăn tao ăn lại. Chạy. Ui, gặp cái con nãy mình giết. Để vô cái ếch kìa. Đánh như mấy con bực ếch là gặp mình phải chạy liền thấy không? Con này là khắc tinh của con cua alien luôn á. Cua alien thì gặp con này là chắc chắn phải chạy. Ok, chắc mình tạm dừng clip tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và subscribe để ủng hộ mình. Còn tiếp tục làm về tựa game Kingdom Crab này nữa. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha. Hứa hẹn là trong tập sau thì mình sẽ sở hữu nếu mà nó bán con cua huyền thoại này mình mua được chắc chắn. Mình thích con này cực. Này nó mạnh. Ok, bye bye mọi người nha.